Chào cả nhà. Đó, hai cha con tụi này ngồi chơi đây, coi tivi. Nó đang coi tivi đó. Nó cũng nghiện tivi rồi. Đó, nó nghiện tivi lắm rồi. Trước đó, Dương quen bạn gái qua mạng xã hội. Năm 2018, Dương từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Bảo Lộc thuê nhà trọ, do quan hệ tình cảm với nạn nhân, nên Dương điện thoại quay lại. Đầu năm 2019, Dương hay ghét tu và đánh đập chị C nhiều lần, nên chị chủ động chia tay. Năm nay tôi đã tình cảm nhiều lần không được. Ngày 19 tháng 3, hai do dùng tài khoản xã hội gửi một hình clip nóng và tin nhắn đe dọa đây, nó đang coi tivi đó, nó đang gọi chị hình đó. Không đồng ý. Tối cùng ngày, Dương tiếp tục tạo tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Kim Loan và tung các clip nóng của cả hai lên mạng xã hội. Chị C đã trình báo sự việc với công an thành phố Bảo Lộc, Dương bị khởi tố bắt tạm giam. Sáng sớm nay, hai xe container va chạm trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả một phương tiện biến dạng, một tài xế bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ sáng, xe container biển số 51C640096 lưu thông hướng từ khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 ra quốc lộ 1. Khi đến cầu Cần Dụ, thì xe này tông thẳng vào đuôi xe container biển số 50LD08538 lưu thông cùng chiều phía trước. Cú đâm quá mạnh khiến đầu xe container 51C biến dạng, tài xế bị thương nặng, kẹt trong cabin. Rất khó khăn, người dân mới có thể đưa được nạn nhân ra ngoài để cấp cứu. Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bốn xe cẩu được điều đến khắc phục sự cố. Các chủ nhà xe thuê người chặn ngang đến khu vực để rải cát lên các dính dầu ăn, đánh gây trơn trượt cho các phương tiện khác trên đường. Ảnh hưởng từ sự cố này, giao thông qua khu vực khó khăn. Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong. Ai thích em nó hello lên. Hai cha con buồn buồn quá, gia đình chơi thôi. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe tải mang biển kiểm soát 51D29148 do một nam tài xế Phạm Minh Tuổi điều khiển lưu thông theo hướng từ ngã tư An Sương về quận Thủ Đức. Khi đến địa giao lộ quốc lộ 1, đây là đây bằng núi vậy các bác. Sang trái để tránh va chạm với một xe máy. Trên đường Long Đậu đang núi là ngày mai nha. Hai tháng được 9 ngày nha các bác. Lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý nên đã tông thẳng vào đuôi xe tải 51D. Cú tông cực mạnh làm cho đầu xe tải 54V biến dạng lún sâu vào trong. Tài xế và phụ xe bị thương và mất kẹt.